các bác trở lại video chợ Vạn Phúc các bác nhé. Hôm nay món gì đây? Hôm nay chỉ đi gom chứ không đi bán này. À, chỗ này thấy một kho cái xỉ than này. Bà này bà đun nước đây. Trước thấy một rổ đây. Ba. Tí ra thăm ông. Về luôn hay sao mà chàng sớm này? Hả? Ok. Đấy, các bác chợ Vạn Phúc hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 1 tháng 6 dương lịch. Âm lịch thì tự xem lại các bác nhé. Một giấy đơn hồng này đẹp quá. Bao tiền một bể đơn hồng này anh Trương? Ơi, cái đấy bán 1 triệu. 1 triệu một cái à? Đêm mà em quá. Cái dài 55 phân. Ừ. Hay nhỉ. 1 triệu một rừng đơn hồng này. 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi cái 5 cây. Ghép lại thành một cái rừng nhỉ. Và có chậu các chậu đặc là cũng giống nhau. Và khá là lạ. Rùa hoa vô cùng. Nhiều hoa quá. Sang hồng, hoa tím luôn. Đẹp chứ. Anh, em cứ mong lành mãi. Đấy, chờ từ sáng. Em ngồi đây từ sáng chờ anh. Một, hai, ba, bốn cây. Bốn cái rừng chứ không phải bốn cây. Bốn, bốn năm hai mươi. Hai mươi cây. Đẹp quá. Đấy, cái cây mai thì vẫn đang chờ đẩy ra. Này con mai để nó rắn như này là phiên thứ mấy đi chả? Không cần gì đâu. Đang chơi chủ yếu mà, không phải là ấy mà. Thiếu gì cây bán đâu đâu. 70, 75. Chậu thì đấy. Ok rồi. Để hồ chứ. Chậu Đồng Nai bầu dục đẹp hơn, nó sâu hơn. Để đổ. Xe và nhìn các bác nhé. Tôi chào các bạn, tôi lưu cả số đầu xe vào đấy. Sạch sẽ. Đấy, con cây mai thì vẫn đang chờ đại gia. Vào đây thì cho nó dâm mát. Phi lao này nghệ thuật như vắt nước này, như vắt vải này. Cái thân của nó như mình phơi quần áo mình vắt ấy. Phi lao nó đặc trưng đến vậy. Bán cây nào chưa anh? Chưa. Đấy rồi. Sờ thế may lắm đấy. Chén nước ạ. Vâng. Điển đấy. Chú thấy chưa, hôm nay mang cả người đẹp từ dưới lên trưng. À thế à? Điển có điển. Của anh á? À, mang cả người đẹp đi á? Thì cứ mang đi để bán hàng cho nó ấy, à, đi ra đi cùng. Vâng, em xin đây. Đồng hành. Ok.
Thật à? Thật à? Xe ở đây. Anh là Vũ Thị Thủy. À thế à? Một mình đánh cây lên đây à? Chết thật, vừa nãy vừa nãy dòng này ế lắm rồi chú ạ. Vừa nãy sờ cây mà lâu này bị ế quá nên mất. Bà chị đâu rồi? Ế quá là mất. Đang êm ái lắm đấy, đang vừa ra vừa bán vừa cho đấy. Cặp đôi đấy. Chậu giống nhau, cây thì không giống nhau, kiểu là cây được cây cái. Đấy, ông này ông chồng ông vợ đang ấy rồi đấy. Đang ngồi đúng rồi đấy, đang ấy rồi đấy. Đang gọi là mở gợi ý rồi đấy. Đẹp, dòng cà phê đấy. Già lắm đấy chứ. Già 6 năm. Quên hỏi bao tiền cây. Cái này sơ bộ 200. 200, đấy. 200 ngàn một chậu. Mua cái chén đã 200 rồi. Đầu dày lắm, đồ đít mộc đàng hoàng đấy nhá. Vâng. Đấy, cốt toàn cốt đít mộc đàng hoàng, không phải đồ rất xinh. Già sung à, sung lâu rồi anh. Sung lâu rồi anh. Vâng, trước thằng ấy nó quay là quên sung. Vâng, ở nhà. Chết, thằng ấy nó quay. Vâng. Cái này ghép. À kìa. Cây này làm cái đổ cũng được chứ. Hả? Nhờ. Đổ làm gì? Con đổ làm gì? Làng á. Làng á. Không mà bắt nếu bỏ cái này thì bắt kiểu bắt này đổ được không? À, cái này bỏ đi cái này. À, nếu bỏ cái này thì có thể làm đổ được. Bỏ đi mình đẩy đấy ra, mình đẩy đấy ra hoặc là mình cắt lên đây đi. Đẩy ra. Cứ để thừa vậy đẩy ra. Đại em không mang cái nhà đâu. Mấy cái đại em trước bán hết rồi. Có một tay Hải Phòng hỏi, mới một tay trong bãi trong Bình Phước kia hỏi. Không ý là hôm nay tưởng bán hết rồi không mang đi. Không có mà có còn, không mang thế nào. Còn còn gì? Còn đấy quái nhỉ. Kiểu nhìn như thần đèn ấy nhỉ. Biểu diễn rất là như to đèn. Đó. Nhìn nhiều như thần đèn. Cái đây là đèn thần, đèn thần xoa xoa cái là đèn thần của phi ra. Quái, cái xi bao tiền anh? Xi này 11. 11, còn cái này. Nặng. 7, 11. Ồ, ở đây, phi lao thì bao nhiêu anh? Lao còn 3 triệu. Đấy, 3 đồng. Rất rẻ. Hàng đi chơi. Đấy, 3 triệu. Đồ chơi mà kênh bán là bán cái đúng là LID. Anh hãy xem là kênh của đổ vắt xuống là ngóc lên cây phong tranh. Phong tranh chơi cây là đi đa dạng, có thể mua cái này nó hợp lý tiền mà nó đẹp. Còn bây giờ xanh chi thì nó đắt lắm. Vừa ưng mắt cái thì cũng phải tiền chục. Xi tai chuột. Đấy, cái này bao nhiêu đây? 4 đồng rưỡi. Bò bò thì đấy, một loạt đây. Hoa sữa cuối thu đây. Đấy, nó thực tế đây. Nó không gì hết đâu. Anh hỏi gì đâu. Mà khổ nó lại là khổ nó. Tại ra anh cao. Nu sạch. Cây sạch sẽ. Có quá nước nước cây chứ. Chưa người chú ơi, chưa đồng Trương ơi. Dưới mỏng trong này như 1 tháng rưỡi này là cứ dài này nhỉ, 1 tháng rưỡi dòng vòng công cho quý vòng đây này, cái dòng vòng công cho quý ở chỗ này dưới nó quý ở cái chỗ là cái hoa của nó bền nhất trong tất cả các dòng, được quý tiền chúng ta được biết. Vâng anh ơi, anh có thể mua được 1.000 là bạn đây, nhưng để tìm được một cây như này không phải dễ. Cái này bao nhiêu? 50 triệu. Đấy là giá bán trên fan đó. Anh nhìn bộ tay đi, anh về anh xoa cho tận mai để làm, anh có làm như thế không?
giá người nhà đấy. Dạ. Thầy à? Thầy lực rồi. Ý là giá mà mình gặp nhau thì là hai số nó gặp nhau thì nó đẹp hơn. Ý là thuận một chuyện đó. Giờ không kịp mà. Mọi thứ nó đều hướng lên. Đấy, quan trọng là mình chỉ một hướng. Mình phải... Đấy, bây giờ... Cơ hội thật ra là mình thích cho mình đến đây là mình sao có đủ can đảm hay không? Dạ. Yeah. Không nhắc được. Sắc thực tế quá. Đời em thật sự nhiều đứa con gái qua tay em. Đúng rồi, đỉnh dưới. Chẳng nói danh dự, 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 chẳng đúng là tài tử tiền lực hồi xưa ấy đó. Có nghĩa đánh đi chín phương. Bây giờ mình nghĩ bô nói vợ là nhiều đứa qua tay qua trên anh rồi. Không bằng em, vợ ra cho ngoài mắt rồi. Alo. Vợ nhé. À ừ, đúng rồi, có đây. Ok rồi, để có chiều đã xong.